Sau đây là cuộc thi thú cưng giữa các nhân vật anime. Tiến thành 2929, thú cưng chính là Elmo. Sasuke, thú cưng của anh ta chính là con bò donut. Tōka, thú cưng của em ta là một con dơi Batman. Natsu, thú cưng của cậu ta là một tràng phẫn nộ. Giant, thú cưng của anh ta là một con chó Husky. Tōka, thú cưng của cô ta là một con rồng băng. Và Jaki, thú cưng của anh ta là gì? Đó chính là một con heo. Ok, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến cho của mình là Jaki. Thì hôm nay là mình sẽ chơi tiếp lớp học anime tập thứ 30 mấy. Mình quên rồi nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ biết đây tập mấy. Thì tụi mình vừa từ trường về, không biết mọi người... Ô, mọi người biết hết trơn là thôi đi về luôn nào. Thì lúc trước là mình ở lại cái chuyện ma. Ui, ai vậy? Ui, ai như nó AC hết hồn mà tưởng ma chứ. Hello, bạn làm gì vậy? À, hello Jaki, mình đến để đưa bạn thông báo nè. Ồ sao ạ? Ồ mà hôm nay cậu muốn nói gì với tớ? À chả là thầy Kuro-sensei á, là muốn nói với cậu là ngày mai á, là có một cái lễ hội là ngày của thú cưng. Thì bạn nào trong lớp có thú cưng á, thì hãy lên trường để chơi với nhau và làm quen. Ồ, thú cưng hả? Nhưng mà nhà tớ đâu có con thú cưng gì đâu, ngay cả chó mèo mẹ tớ không cho nuôi hết. Tớ không biết nữa, thì cậu về nhà xem coi có ai nuôi chó mèo hay nuôi con vật gì cũng được. Con gì cứ đem lên cũng được thôi nha. Ok. Ok thì thôi tới về nha. Ừ cậu về đi. Ê mà này, ngày mai nhớ đi học sớm nha. Thầy Kuro suốt ngày nói cậu đọc trễ á. À biết rồi, tớ sẽ đi học ra sớm mà. Oh, trời đói quá à. Ở đây có bán đồ ăn nè. Hello chú bán đồ ăn không? Bán cho con cái xúc xích đi. Hả? Cái gì cơ? Cái gì đấy? Ôi, cái gì đấy bạn? Hôm qua mình nghe cái chuyện ma xong hôm nay mình thấy thôi thôi chị, thôi chỉ là mơ, chỉ là nằm mơ, chỉ là ảo giác, thôi thôi đi nào, yeah. Ô, Sagiri em gái mình là sao ở đây? Hello, rồi xong nay em gái mình lên mặt nạ, tại sao em đem mặt nạ vậy? Ô, con heo này ở đâu vậy? Ô, con heo à? À hôm nay em đây mặt nạ, em định livestream nè anh, em đang stream với fan em nè, em đang bận vẽ. Em đang bận vẽ à, nhưng mà con heo này là của ai vậy? À, em mới trúng thưởng cuộc thi vẽ manga và được thưởng một con heo con, nhìn dễ thương không anh? Nhìn dễ thương đấy chứ, trời ơi. À đúng rồi, hay là em cho anh mượn con heo một ngày đi. Hứ, mượn gì chứ, con heo này của em mà, sao anh lại dám lấy? Thì khó nói lắm, chuyện là con heo dùng để vô nhà. Cái gì? Anh để con heo em làm thịt cái gì? Đừng hòng, heo này để nuôi chứ không phải để ăn nha. Đâu có đâu, anh có định ăn con heo đâu. Anh định nói là ngày mai tính đem con heo lên trường. Tại vì thầy Kuro-sensei nói với anh á, là ngày mai có buổi giao lưu, mấy bạn đem thú cưng vô lớp để giao lưu thôi mà, không gì đâu. Thừa, thôi anh ngủ đi, ngày mai tính sao rồi tính. Nhưng mà ngủ đi, em giận anh cái vụ anh dám in hình em vô giường. Giường hả? Ôi chết rồi, đúng rồi, hàng gì bị giận đúng rồi. Vậy anh xóa ra giường nha. Ok. Ai cho xóa, để vậy đi. Vậy sao giận? Con gái đúng là thật là khó hiểu. Thôi kệ đi, thôi ngủ nào. Trời ơi, để vậy mà cũng bị giận nữa bà ơi. Em nhớ mình đang stream nên mình thôi cũng sao, thôi ngủ nào. Mình mong là ngày mai mình sẽ biến thành một nhân vật nào đó mấy bạn thích để xem. Nhân vật gì đây? Ngủ thôi. Yes. Mình cảm thấy tràn trề năng lượng bởi hình như là mình còn là con trai hay sao. Mình cảm thấy trong quần mình nó rất là không có mềm như hôm qua, nên chắc là mình là con trai rồi. 1, 2, 3. Ok, nhà mình chưa xem mình mặt sau mình nào. Bạn đã xem mình là ai nhé. Mình là ai nào? Bật. Mình không đoán ra, hình như là Shintaro trong Mekakucity. Đi chính liệt vào City Actor nè. Thì ra là anime này. Thì anime này á, các bạn nào chưa xem thì nhớ vào xem nha. Thì anime cũng khá là hay, nhưng mà nó hơi khó hiểu một chút thôi. Nói chung là nó có một nhóm siêu năng lực gì đó, và cái thằng nhân vật chính đến giờ vẫn là một cái bí ẩn. Và một bộ anime mà nhân vật chính rất ít khi xuất hiện, và đến giờ chưa biết cái khả năng của nó là gì. Nhưng mà chắc chắn á, là nó sẽ có phần 2. Và hiện giờ nó chưa có phần 2 thì nó cũng chưa giải thích cho mình về cái anime này thế nào. Thì nói chung bạn nào muốn xem mình xem nha, nhưng mà khó hiểu thì đừng nói mình nha. Thật sự cũng khó hiểu thiệt á. Thôi thì mình sẽ đi học thôi. Nào đi học nào, đi học nào là đi học. Ô khoan khoan, em gái ơi, cho anh mượn con heo đi mà. Anh hứa là anh sẽ chăm sóc con heo cẩn thận nha em. Em gái dễ thương. Hứ, nó ai dễ thương hả? Thôi được rồi, với điều kiện á là anh phải đem con heo này ra ngoài. Ở ngoài mới mở ra một cái quán ăn mới á, anh thấy không? Ở ngay đầu hẻm á, thì nó mở ra một quán bán xúc xích rất là ngon. Anh ra nó cho nó ăn đi, ăn sáng đi. Anh mà bỏ đói nó là anh chết với em, hiểu chưa? Ok anh hiểu. Được rồi, vậy là anh dắt con heo đi nha. Ok. Rồi anh vui vẻ nha Oni-chan. Trời ơi, em ấy nói mình là Oni-chan kìa bạn ơi. Yeah, mình đã có Imoto rồi. Thôi, mình cảm giác như mình là Otaku. Thôi, không có nói chuyện Otaku ở đây nữa. Nào, heo ơi. Đi nè heo. Cái thằng mà áo đỏ này nhìn biến thái vậy. Tại sao mình phải đi theo nó chứ? Nè, đi theo nè, sao nhìn vậy? Sống đi. Ai thèm đi. Chắc tại anh biến thái quá nên nó không đi theo đó. Ha ha ha. Anh là biến thái cái gì chứ? Anh còn đâu có biến thái đâu. Trời ơi, tại con heo á. Thôi. Ê heo ơi, đi đi. Rồi tao sẽ cho mày xúc xích á. Được không? Xúc xích hả? Ok, đi đi. Ok, đi nào heo ơi, đi nào. Heo, xong đi. À đúng rồi, đi nè. Trời ơi, dễ thương của hai bạn. À, heo của em gái mình. Thôi anh đi nha, em gái. Ok, đi nào. Ôi, để nào, biết mở cửa vậy, đi ra ngoài nè, đi ra ngoài ngoan. Rồi, đi xuống. Ui, té, có chừng té nha, đi xuống nè. Gì vậy, sống xuống, đi nè. Sống đây, ui, ui, nguy hiểm, ui, cái gì đấy, ui, cái gì đấy. Đi đứng cẩn thận nào, đúng rồi, đi nào. He he, mình có heo rồi. À khoan, mình sẽ cho con heo này ăn phải không? Nhưng mà cái quán kế bên mình nghe nói là các ông có, ông nội bếp có hình con bò bởi ghê quá à, mình sợ lắm. Hôm qua nghe cái chuyện ma mình sợ quá à. Thôi thì cứ đi vậy. Nào đi nào mà không dám đi vậy ơi. Ôi, ông vẫn quay đầu lại kiểu giờ lỡ ổng là con bò rồi sao? Anh ông ơi, cho con một cái. Cái gì? Hết hồn. Trời ơi, con tưởng là con bò chứ, hóa ra là bò cái gì mà bò. Trời ơi, mới sáng sớm gặp cái thằng quỷ này, không có bán gì hết trơn á. Thôi bác tha lỗi cho cháu đi, hôm qua tại cháu nghe chuyện ma nhiều quá nên cháu bị ảo tưởng nhiều quá nên cháu tưởng bác là bò. Thôi được rồi, tao tha rồi đấy, muốn ăn gì nào? Dạ bác bán cho cháu món xúc xích đi, tại vì cháu cho con heo này ăn thịt xúc xích. Ok, ăn xúc xích thay vị heo nha. Ok. What the fuck, cái thằng này. Không có gì, không phải xúc xích vị cá đi chứ vị heo thì thằng này chỉ trâu thật chứ. Ok, xúc xích cá của cháu đây, tất cả là 8.000 đồng. Ok, cảm ơn bác nhiều nha. Đây nè, của bác nè, đó đây rồi, xúc xích đây rồi. Hello heo, ăn nè. Đây xúc xích đây, ăn đi, nhồng nhồng ngon ngon đó. Đi nào, đi, khỏe rồi phải không? Đi nào, đi Ok, đi nào. Hello, chào bạn, đi học đi, đừng ở đây nữa. Ô, còn Thành này sao ta? Mình không biết là Thành này nó đem gì lên trường nữa, tại nghe nói hôm nay Thành nó lên trường á. Nào, đi nào. Heo, ôi, heo chạy cũng nhanh đấy chứ nhìn tuy nhỏ vậy thôi chứ thật ra đi rất là nhanh. Ok, lên trường nào. Mình rất là nóng lòng, không biết là ở trường mình mấy bạn đây theo con gì. Mình tới chắn con heo của mình là nhất rồi. Nào, gì đó nè bà con ơi. Hello Nobita, làm gì đây vậy? Sao lên trường đi? Thôi ở đây vậy? Gì đây? Chà, con heo này nhìn béo nhỉ, cậu muốn làm món thịt heo luộc ạ? À ha. Ít. Mày nè, dám chọc con heo của em gái tao. Sao đi nào, cố lên. Trời, cái thằng Nobita này như nào vẫn đập nó trơn ông ơi. Riết rồi mình lại mang tiếng là kẻ bắt nạt Nobita, chứ không phải là trẻ em nữa. Hồi vô lớp nào ở đây nào, đúng rồi, vô đây đúng rồi. Vô đây. Sao vô? Ở đâu rồi? Héo, đúng rồi, sao mày vô chậm cái vậy, đúng lại. Hello thằng. What the hell? Trời ơi, con gì đây? Wow, để mình Jaki lại đi trễ rồi. Nào, về chỗ đi. À, hôm nay em lại biến thành Shintaro à? Đúng rồi thầy, em biến thành Shintaro trong anime Mekakucity. Ôi thì sao cũng được. Ui, để mình xem. Ôi trời ơi, cái gì đây? Ôi, con này bự quá vậy, gì đây? Ha ha, cậu hua rồi Jaki, con chó của tớ là số 1 ở đây. Trời ơi, con này hay mình biết. Nếu mình nhớ không lầm đây là con Husky mẹ ơi. Con này là rất là hiếm nha, rất là mắc tiền. Ôi bự nè, mặt nó dữ nè. Ê, ê, Kiki. Thôi, đủ tí mà, thôi đi đây. Ok, hello Tōka, cậu có gì đây? Ô, nhìn đẹp nhỉ? À, đây là con gì? Ô, con này giống người dê quá vậy. Ủa Tōka, cậu lấy ra con này vậy? Gì đây? Đây là con dơi Batman. Ồ, hàng gì mình có thấy giống người quen thì đây là dơi Batman. Nhìn cũng hay quá nhỉ. Không biết là Tōka có thắng cái này không. Ồ, Natsu con. Con gì đây? Phẫn nộ. What the hell? Tại sao con này nó có kêu phẫn nộ rồi vậy? Cái gì đây Natsu? Cậu có thấy mặt con này quen, rất quen thuộc không? Nó ở trên Facebook đó. Trời ơi, à đây là con phẫn nộ à. Trời ơi, nhìn mặt nó ghét vãi bơi, con phẫn nộ. Oh, hello trời ơi. What the hell tiếng Hành. Hôm nay thằng tiếng Hành nó có đi học rồi bạn. Cái gì đây? What the hell? Nó đi theo con này đi học à? Đây là phải thú cưng, đây là con hú nhà bông mà. Cái gì đây? Nhìn thú cưng của tôi nè, sợ chưa? Sợ gì sợ, cái này chỉ là một con thú cưng, đây chỉ là con gấu bông mà, phải thậm chí nó không phải là con thú, đây là con Elmo mà. Các bạn có biết con Elmo? Cái thằng Thành này hết trò rồi. Sasuke đi theo con bò nè. Cái gì đây? Bò này nhìn như quen ta. Trong lúc làm nhiệm vụ tớ đã được tặng con bò bánh donut này đó, cả thế giới chỉ có một. Ồ, bò bánh donut à, nghe hay nhỉ, nghe muốn ăn quá à. Nói gì đó? Có nói gì đâu. Này Jaki, thú cưng của em đâu? Dạ thưa thầy, đây nè, xin giới thiệu đây là con heo. Hả? Con heo à? Ha ha ha, Jaki đây hai con heo kìa. He 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 he. Cười cái gì? Rồi cậu sẽ thấy thế nào là lợi hại. Con heo tới rất là lợi hại. Đây là heo của em gái tới đấy nhé. Ok, các em đã về đủ chưa? Hãy chuẩn bị bắt đầu buổi học nha. Khoan đã. Hả Toru, em đã đến trễ đó à? Hôm nay em có mang heo thú cưng không vậy? Dạ thưa thầy, em xin lỗi, tại vì con thú cưng của em hơi bự nên em đến hơi trễ. Bự sao cũng được. Vậy thú cưng của em đâu? Đưa ra đây. Dạ, nó đây ạ. Trời ơi Toru, em mang heo một con rồng hả? Bự quá. Hehe, thầy thông cảm nha, đây là con rồng em mang từ thế giới của em về á. Đây là rồng để nuôi, còn em là một giống loài rồng khác. Thì thầy thông cảm nha, thì nghe nói là hôm nay là mang rồng đến trường để tham gia cái buổi thú cưng trong trường á, nên em mang heo thôi. Thôi được rồi, thầy chấp nhận. Ok, các em chuẩn bị học nào. Trời ơi, hôm nay Toru cũng mang theo rồng bự quá vậy như nào. Wow, một con rồng băng á nha. Bự quá bà ơi, nó là tuổi gì với lại con heo của mình là tuổi gì với con này chứ. Trời ơi, gì nè, quá là ngầu luôn. Lần đầu tiên mà thấy một con rồng nó nhìn nó mạnh mẽ như thế. Được rồi, nhân tiện hôm nay là buổi đầu tiên nha, các em đã mang là thú cưng mà các em rất là yêu quý đến trường. Thì bây giờ các em hãy cho thầy biết cái độ thân thiết giữa em và thú cưng của em thế nào, bằng cách là hãy bắt chước tiếng của tụi nó đi. Ai bắt chước tiếng của thú cưng của các em mà giống nhất á, là thầy sẽ cho 10 điểm, còn ai là không giống á, là sẽ 0 điểm. Ok. Trời, có vụ này nữa hả? Chết rồi bạn ơi. Mình lấy con heo, mượn tạm con heo của em gái mình, giờ sao mình có biết thế nào về con heo của em gái mình đâu. Trời ơi, ai đó cứu tôi với. Được rồi, mời em Sasuke, hãy làm đi. Rõ thưa thầy, đây chính là con bò donut em đã làm trong nhiệm vụ. Thì bây giờ em xin kêu 3, 2, 1. Mà. Đó thầy, thầy nghe sao thầy? Cũng được đấy chứ không phải là giống đâu. Ok được rồi, 8 điểm. Tiếp theo là Tiến Thành 2929. Em mang heo con gì vậy? Đâu phải là con vật đâu. Thưa thầy, đây chính là con Elmo, một loại thú bông rất là dễ thương. Dễ thương như em vậy đó. Lẩm nhẩm hoài. Ok, hãy bắt đầu cuộc thi đi. Ok thưa thầy. Kẹt. Kêu đi cái con quỷ này. Nghe có hơi giống chữa bậy thầy, nhưng mà không phải đâu. Hả? Em dám vậy thú cưng em chữa bậy à? Ok, được rồi, 0 điểm. No. Được rồi, đến được Natsu. Hôm nay em mang theo một con rất là quái dị đó. Đó là con gì vậy? Thưa thầy, đây chính là con phẫn nộ mà em đã nhặt được ở ngoài bãi rác ở gần nhà em đó. Gần hội fan đi theo á. Đúng là một sinh vật quái dị, nhưng mà thôi cũng được. Tại vì thầy cũng là một sinh vật quái dị mà. Ok, bây giờ em hãy tiến hành thực nghiệm em đi. Ok thưa thầy, sau đây em sẽ bắt chước loài vật của em. 3, 2, 1. Phẫn nộ cái cha mày nè, phẫn nộ nè. Thầy hiểu mà, trời ơi, thầy gặp phẫn nộ suốt à, thầy rất là đồng cảm với em. Thôi ok, thầy thông cảm cho em rồi, 9 điểm. Ôi yeah, không ngờ phẫn nộ lại có đến thế, yeah. Đến lượt em Tōka, em mang theo con gì nhìn đẹp thế? Dạ thưa thầy, đây chính là con dơi Batman mà em vừa nhặt được ở thế giới tinh linh á. Không biết con dơi này có gì không, nhưng mà em mong rằng là em sẽ có thể làm được. Được rồi, em thử nhá giọng đi. Người dơi. Tao là Batman đây, tại sao tao phải nói chứ? Quỷ sứ hà. Không điểm bởi chỗ. Cái con quỷ sứ Batman này. Ok, để là Ken, em đem theo cái gì nào? Thưa thầy, em hôm nay em mang theo một con chó rất là trung thành, mạnh mẽ, rất là cơ bắp. Em đã tập luyện với nó mỗi ngày. Một con chó của thời đại, con chó này rất là mắc đó thầy. Một con chó này. Ôi đủ rồi, thầy không có yêu cầu nói là mô tả về con vật. Em bây giờ hãy bắt chước đi. Ok thưa thầy, 3, 2, 1. Ha ha, hàng cho em sủa các bạn coi. Cho em sủa kìa, ôi lần đầu tiên nghe tiếng chó sủa trong lớp học. Cái thằng Jaki kia, mày nó ai sủa hả? Mày chết hết tao. Em đùa thôi mà anh. Không gì đâu, đùa tí thôi mà, cái gì đâu, làm gì căng. Thôi đừng làm ồn nữa, đấy là con chó của cho em sủa. Thầy đợi tí đi rồi, tại nó đang ngại mọi người mà. Thầy đợi trong vòng 10 giây đi là nó sủa. Ừ, nhìn con chó này rất là khỏe nha. Thôi chắc là nó sủa nghe rất là hùng vĩ đây. Ok, cả lớp lắng nghe nào. Này, Lũ Tô đừng ngại mà, mày sủa đi. Ha 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 ha, chó sủa ra mèo kìa. Trời ơi, lần đầu tiên có chó sủa ra một tiếng mèo. Trời ơi, con chó của em không biết phải là chó hay gì, nhóc gì, nhưng mà nó lại mèo rồi. Thôi, 3 điểm về chỗ. No, tại sao hả chó? Tại sao mày lại sủa tiếng mèo? Mình thích thì mình nghe tiếng mèo thôi. Ok thưa thầy, sau đây em xin giả tiếng rồng. Được lắm, làm đi. Má ơi, má ơi, đi tài quá. Tiếng rồng thiệt là khủng khiếp quá đi mà. Trời ơi, quá là xuất sắc, quá là tuyệt vời. Em được 100 điểm, 100/10. Vỗ tay nào bà con. Em cảm ơn thầy ạ. Rồi, đến lượt Jaki, em hãy bắt chước tiếng heo của em nào. Dạ, ok. Thôi chết rồi bạn ơi, mình phải giả tiếng heo bạn ơi. Nhanh lên đi, trời ơi, chuẩn bị sang phần thi tiếp nè. Dạ, dạ, ok. 3, 2, 1. Rồi, sau đây là tiếng heo của em. Oni-chan, dễ thương đẹp trai kawaii desu ga. Trời ơi, con heo của Jaki là otaku kìa. What the fuck, Oni-chan gì vậy? Con heo này. Thằng này nó loạn luân với thú à. Ý, ghê quá à. Em thiệt là kinh tởm đó Jaki, 0 điểm về chỗ. Em có dạy con heo này đâu. Đây là con heo của... Hả? Của ai? Em nói của ai? Em mà nói xạo đây là của người khác á thì thầy sẽ đuổi em ra khỏi lớp. Dạ không có gì đâu, đây là con heo của em định nói con heo em mà. Không có gì đâu, tại con heo của em thích xem anime ấy mà. Thôi được rồi, cả lớp nghe rõ đây. Ở đây lớp ta có những bạn bắt chước lại tiếng động vật của mình rất là tốt, và cũng có một số bạn thì bắt chước khá là tệ. Thì mong các em á, là những bạn nào bắt chước khá là tốt thì các em đã có một tấm lòng yêu thương động vật vô bờ bến. Thầy hy vọng các em sẽ luôn giữ vững cái niềm yêu động vật như thế. Còn bạn nào bắt chước tiếng động vật không được thì các em hãy tập luyện nha. Chúng ta hãy tập làm quen nói chuyện với lại động vật. Ok các em? Dạ rõ thưa thầy. Ok, của thi. Tiếp theo của chúng ta là... Là gì ạ thầy? Là gì ạ thầy? Jaki, hãy nói đi. Ok thầy, thì cuộc thi tiếp theo là sẽ có ở tập sau. Thì ok, nếu mà thấy cái series này của mình á, để mình một like, một share để mình có đọc tập tiếp nha. Thì không biết là tập hôm sau là mình sẽ thế nào trong cuộc thi đem thú vật lên trường. Thì các bạn hãy ấn like video này để ủng hộ mình ra tập mới nhanh nhất có thể nha. Ok, bye bye mọi người. Chiu chiu.